Hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Binga Studio. Kona shabd behta waqt baaki vyakaran hai sakt mera takht hai mera takht hai ye aamaran wo aagman ya ho brahman parikrama hazar hai chaare hai kya chand uske paas jo misaal hai sawal hai na hai jawab ye khayal se na va. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn ca khúc mới nhất của nhóm I Have, đó chính là ca khúc I Am. Nếu trong quá trình học mọi người có cảm thấy khó khăn ở điểm nào thì hãy comment ngay bên dưới để mình có thể biết và giải đáp thắc mắc nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học ngay thôi. Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ nhảy hai chân ra như thế này. Phần tay mình mở ra, ngửa đầu lên và đặt xuống như thế này. Phần tay của mình đưa tay lên cao như thế này và bước ra vùng. Sau đó là mình sẽ đẩy cái tay qua và tay lên trái, đẩy tay phải ra ngoài. Rồi đặt tay qua, cái phần tay này của mình thẳng ha. Rồi sau đó là mình sẽ để tay lên như thế này và ngửa hai tay lên. Ok, mình đến lại lần nữa nha, chậm thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lần đưa phần hông về lại. Sau đó là phần tay, hai cái phần tay của mình bật lên và mình đẩy cái phần hông qua bên đây ha. Ok, bùng, tăng, nhảy, dồn. Phần chân của mình sẽ là phải trái, phải trái. Rồi sau đó mình sẽ mở phần tay ra như thế này, nghiêng ngửa qua bên phải, từ phải qua, và bên đây sẽ làm thêm một lần tay nữa. 1, 2, 3 và quay về. Sau đó chúng ta sẽ đặt tay lên như thế này, bước chân qua 1, phần hông của mình sẽ đè ra ngoài ha. 1, 2, 3. Ok, 2 đi, 1, 2, 3, 4. Sau đó mình sẽ gạt tay 5, 6, quay 7 lần dặm chân bên trái. 7, 8 là lại nha. 7, 8. Rồi mình đặt hấp, hấp, bừng. Rồi đặt tay lên một cái, bước đi khoảng 2 bước, đặt tay xuống, mở ra. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ thử cái tốc độ chậm nha. 2M của nhóm I Have rồi, thì mình rất là mong thông qua video lần này tất cả các bạn sẽ có thể hoàn thành được vũ đạo nha. Nếu có yêu cầu hướng dẫn video mới nào thì hãy comment ngay bên dưới để mình có thể biết và sớm thực hiện video nha. Và cuối cùng là đừng quên like, share cho video giúp mình nha. Video đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye.